câu kinh nào hay bài kinh nào trong kinh điển Nikaya mà trong lúc tụng đọc khiến sư rúng động theo nghĩa làm tăng trưởng đức tin trong đạo nghiệp của mình? Xin chú ân sư. Trong đời tu của sư thì có một câu đó là trong cái trường hợp khi mà Đức Thế Tôn ngài vừa viên tịch Niết Bàn, tức là trước khi ngài Niết Bàn á, ngài nằm nghiêng bên phải và ngài nhập thiền, xuất thiền, và trong lần cuối cùng sau khi ngài ra khỏi thiền và ngài nhập Niết Bàn, thế gian rúng động. Vua trời Đế Thích đã ngâm một câu Anicca Vata Sankhara Upadavaya Thammino Upacitta Niruchanti Te Sangu Basamo. Phải nói là khi mà sư đọc cái dòng đó, nó rúng động mà nước mắt nó trào ra được. Thì với sư thì đây là cái câu mà nó rúng động nhất, bởi vì ngay cả Đức Thế Tôn thì các hành nó cũng là vô thường, cái thân, cái nhục thân của ngài nó cũng vô thường, một vị chánh đẳng giác rồi ngài cũng vô thường. Và chỉ có sự chấm dứt hoàn toàn đi đến Niết Bàn thì đó mới là sự an lạc tối thượng. Thì tùy mỗi người, mỗi vị thì sẽ có một cái câu kinh, một cái bài kinh mà rúng động của riêng mình.